Rồi, hello, xin chào cả nhà, chào mọi người đã quay trở lại kênh của em ha. Dụng cụ 24. Vậy cách đặt hàng thì vẫn như cũ, nhắn tin vào cái số điện thoại hoặc là Zalo. Em sẽ ưu tiên Zalo hơn các anh em. Zalo là em ta tìm vô cái chữ Zalo dụng cụ 24 nè, đừng có kết bạn Zalo, tại vì kết bạn Zalo là bên em nó đầy rồi, cho nên là em không còn kết bạn nữa. Anh em nhắn tin trực tiếp qua bên cái Zalo dụng cụ 24, bên em sẽ phản hồi tin nhắn bên đó, nó dễ theo dõi hơn ha. Còn anh em nhắn lung tung ấy, nhắn tức là Facebook có, rồi Zalo có, rồi SMS có, nhắn tờ lơ hết trơn, bên em không có theo dõi hết được. Bây giờ sẽ vô cái này. Đây là cái thùng của Hozan. Hozan. Thùng này á, thật chất thùng này là hôm trước mình bán rồi đấy chứ. Và có anh chốt rồi xong ảnh mấy bữa sau ảnh mới kêu để lại, xong mấy bữa sau cái không lấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại. Đây, cái chiều ngang của nó là được là 21 cm. Cái chiều cao của nó lên là được là 18 cm ha. Và cái chiều dài của nó ở đây là được là 41 cm. Thì nó khóa ở bên đầu này, một khóa ha. Nó có cái móc khóa để chúng ta khóa ổ khóa lại. Thùng rất là dày. Thùng Hozan là rất là xịn. Trong này nó có ngăn, có những cái lá như này để chúng ta để vô. Ta ngăn lại, nếu chúng ta muốn ngăn đựng ốc vít. Bên trong còn rất là đẹp. Rồi, thì cái thùng này giá của nó là 500.000. Mã đặt hàng là C815 ha. C815. Giá 500. C815 giá 500 và giá là giá chưa có ship nha. Chưa phí vận chuyển. Tiếp tục là một cái cặp Tovic. Cặp Tovic của Vecel. Cái Tovic này là BH1. Đến cái thời điểm hiện tại thì có một số anh vẫn chưa biết được BH1, BH2 là gì. Thì mình sẵn đây có hai cây, mình sẽ nói sơ ngang cho anh em biết, cho những anh em chưa có biết cái thông số của cái Tovic là gì. Thì BH1 nè thì nó nhọn ra thôi, còn BH2 thì nó sẽ là nó tà cái đầu hơn tí xíu. Đó, thì đây là BH2 nè, đây là BH1. BH1 thì nó nhọn hơn, nó nhỏ hơn. BH2 thì cái đầu nó tài hơn, ngắn hơn tí xíu. Đơn giản. Còn BZ thì nó sẽ có một cái khía ở chính giữa của cái này. Tức là đây nó bốn cạnh rồi thì nó sẽ có một cái khía nhỏ ở phía giữa này nữa. Cái khía đó là nó giống như là nó làm cho cái này nó đừng, khi mà dặn thì nó ít có bị bể á. Rồi thì cái cây này là Tovic đóng, đó đầu đóng ha. Của Vecel. Cái này thật ra là chưa có sử dụng, nhưng mà để lâu ngày thì cái cán của nó bị mờ đi nè. Đáng lẽ nó phải đỏ trong như thế này, hay là hơi mờ đi ha. Này BH1 và chiều dài của nó là 75 ly. Từ đây tới đây là 75 ly. Nó có cái thân lục giác đây, em ta bỏ ta để có cái cà lê vô, chúng ta dặn được. Và đầu đóng ha. Thì cặp này giá của nó là 220.000, 220.000, mã đặt hàng là C707, 220.000 ha. Cặp này hôm rồi là 200 mấy á, 250, mà cái này nó cũ cái thân cái này thôi nè, cái cán thôi, tức là nó mờ đi chứ không phải là nó cũ, còn hoàn toàn là chưa dùng, nó mờ đi. 220.000 cho cặp này, mã đặt hàng là C707, 220. Cặp này cũng vậy, cặp này nó cũng một cái nó cũng bị mờ đi nè, thì những cái hàng này thì nó chưa dùng mà nó mờ. Cặp này thì BH2 và cái chiều dài của nó là 100 mm, từ đây tới đây là 100 mm. Cái này giá của nó là 270.000 của cặp này, C706 C706 ha, giá 270 cho cái cặp này, và giá là giá chưa ship. Một cái bộ lục giác thì ở đây nó là cái bộ này của hãng của Jisuke Nhật Bản, nhưng mà không biết là xuất xứ thì không rõ là nó ở đâu. Và cái này thì nó mới, chưa có dùng. Cái độ cứng của nó là tới 57 ha, 57 HRC.
Thì ở đây nó có các số nè. Các số là 1.5. 1.5 là ở đây nè. 1.5 tức là nó hai phen, 1.5, 1.25. 1.5 này 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 ha. Tức là một cái phen lớn, một cái phen nhỏ. Thì cái bộ này giá 130.000. Mã đặt hàng là D989, D989 130.000 ha, của Shizuke Nhật Bản, thương hiệu Takari đó. Tục là cái này, đây là cái kéo cắt nẹp của Mary ha. Kéo này thì có sử dụng rồi đó, anh em nhìn cũng biết mà. Cắt nẹp ha, thì lưỡi của nó còn rất là bén, mà sẽ dĩ nhiên là nó sẽ có nhâm nhâm như thế này, chứ nó không phải là nó hoàn hảo được. Nó anh em thấy nó nhíu nhíu không, còn lại là hoạt động tốt. Nó dùng để nó cắt dây điện nè, cái điện ha, các những cái sợi cáp điện á, hoặc là cắt nẹp điện. Thì cái này giá của nó là 270.000, mã đặt hàng là D910 giá 270, rất là rẻ ha. Cái này mình mua cái lưỡi không, một cái lưỡi không 300-400 ngàn á. Một cái lục giác, con cây một cái lục giác của BB Winston ha, lục giác của BB Thụy Sĩ. Thì cái lục giác này là số 14 ha, lục giác số 14 mới chắc. Thì mình sẽ kèm theo cái này, rồi mình có một cái đầu lục giác, đầu bi của Snap-on Mỹ. Cái đầu giác này thì số 10, make in USA nè, 10 ly. Còn cái này là của thằng Koken này thì nó là 11 ly. Đó, ủa 5 ly chứ, của cái này 5 ly. Thì hai cái đầu này là 3/8. Con này là cái cần cái số 14. 150.000, mã đặt hàng là D920, 150.000 ha. Giá chưa ship. Này là mấy anh sửa xe là mua cái này xài đã luôn. Này chưa. Một cái xà cày của Đất Du mới 100% nha. Cái xà cày này chiều dài của nó là 300mm, made in Japan. Cái này giá của nó là 350.000, mã đặt hàng là B348, 350.000, giá chưa ship, chưa phí vận chuyển. Một cái combo nguyên một cái bọc đầu. Cái này, cái đầu cót này gọi là đầu nó nối dây điện với nhau. Đây, hàng xịn không đó. Đúc từng sợi ra đây, chia ra nhiều nhánh. Ví dụ anh em như cái trong gia điện, trong gia đình vậy đó, ta sẽ chia ra nhiều nhánh thì ta cắm đây. Mỗi cái ở đây là nó có thể có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Có cái thì 6, có cái thì 3, có cái thì 4, có cái thì tới 8 luôn. Đó, nguyên một bọc này. Bọc này khá là nhiều nha. Bọc này nó nặng 600-650 gram á, 650 gram, và đâu đó là khoảng tầm 100 mấy con, 100 mấy. Thì cái này mình bán bọc này tới 300, mã đặt hàng là E20 ha. Bọc này 300.000 nha. Và những cái con nói này rất là mắc tiền, anh em làm điện sẽ biết ha. Một cái kéo nội địa. Kéo này dùng để chơi bonsai, chơi kiển nè, thép S2, cái lưỡi nó bén lắm. Kéo này là nó làm thủ công á. Kéo này chiều dài của nó 155 ly, đó là 1 tấc rưỡi. Cái này mình bán 150.000, mã đặt hàng là D983 giá 150.000, chạy chơi ship luôn. Một cái cắt ống đồng,
các ông đồng của Mỹ này, USA ha, Imperial. À, mà cái cây này thì nó chỉ còn cái lưỡi ở trên cái này thôi ha, nó hết lưỡi siêu cua rồi. Thì mình bán cái này 200.000, mã đặt hàng là E002 E002 ha, giá 200 anh chị ship. Cái bộ cà lê của Tommy, mình quay lại đây, một cà lê xịn. Em mua cà lê này về thích liền, rất là đã. Nó làm mờ, nó mạ satin mờ chứ nó không phải là mạ rơm bóng, cho nên rất là đẹp, thanh mảnh và gọn gàng. Cái này là số 22, 24 nè, 19, 17, 13, 11, 12, 14, 8, 10 và cuối cùng là 5.5 và 7. Đó. Cây cà lê nhỏ xíu dễ thương. Hàng xịn, nội địa Nhật, Japan. Thì nè, cái này nó bộ này 6 cây, giá 900, mã đặt hàng là D550. D550 ha, giá 900 cho cái bộ này. Bộ này mắc tiền anh em ơi. Mua cái bộ này nếu mà mua mới á, nếu mà full mới luôn á, mình dám cá luôn là nó 1.8 đến 2 triệu. Cái bộ này. Một cái kim nhọn nội địa Nhật, chả biết thương hiệu gì. Có dấu zig nè. Có sử dụng rồi, còn hoạt động tốt, còn tốt. Cái này kích thước 150mm, cái này mình bán 90.000, mã đặt hàng là D960. D960 giá 90.000 ha, giá chưa ship. Một cái kìm. Kìm này là hàng chắc là Taiwan, hàng Taiwan. Mà nó cái miệng nó độc đáo quá nè, cái miệng đó nè. Cái này nó những mở những cái con ốc á. Mở ốc hư luôn đó. Cái kìm này là thật chắc là nó mở ốc hư đó. Mở ốc hư không ấy đầu đó, nó giống như cái kìm pro thôi, nó làm cái kiểu gọn. Cái này giá của nó ở đây là 90.000, mã đặt hàng là D962. 90.000 cho cái này. Một cái bộ lục giác của BB C944. Mọi người để em chút xíu nha. C944. Bộ lục giác BB ha. Giá là 400. C944 giá 400 cho bộ lục giác này của BB Thụy Sĩ. Thì nó gồm có là 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2 và 1.5. Đó. Cái này thì nó dài đâu đó khoảng thân tắc, khoảng tắc ha. Đầu này đầu thẳng và đầu này đầu bi. C944 400. Một cái mỏ lết của Luster 200mm. Cái này còn đẹp, không gơ lắc nha. Đẹp. Thép là thép alloy steel. Nó có hai loại đó, để đi. Mỏ lết của Luster nó có hai loại. Một cái là alloy steel và một cái là rhodium. Cái mã này là E011. E011 200.000 ha, giá chưa ship. Cái này còn đẹp. Một cái kem nhọn của HKC. Ủa, Hozan chứ, Hozan thì là HKC đó, nó đó. Hozan. Đây. Nó mạ rơm. Chiều dài 150mm, cái này giá 90.000, mã đặt hàng là D999, 90.000. Giá chưa ship luôn. Một cái thước cặp cũ rồi. Cái thước cặp này cũ. Thì cái này anh em về anh em làm mộc cũng ok, không có gì hết ha. Làm cơ khí thì nó không còn chính xác nữa, nhưng mà làm mộc thì không gì ha. Và nó dài tới 30, đo được 30mm. Ở sau này thì nó bắt cái thanh ngang này ha. Đó. Cái này mình bán 200.000, mã đặt hàng là D946. D946 giá 200, giá chưa ship, chưa phí vận chuyển luôn. Một cây búa đóng đinh OH. Cái này thì cân nặng của nó là cái đầu búa là 450g, cả cán luôn là khoảng 550. Cái này hoàn toàn chưa dùng luôn nha, chưa dùng. 270.000, mã đặt hàng là C050. 270.000, nó rẻ hơn cái hàng mới tới gần cái 100.000 á. Cái cây này nè, cái này nó là cái cây chưa sử dụng ha,
nó rẻ hơn hàng mới mình đang bán đây là tới 300 mấy á. C050 nha mọi người, 270 ngàn. Đây mình có hai cây cưa hai mặt, cưa hai mặt. Kích thước của thằng này, cái cưa này thì 15 cm ha, 15 cm. Chiều dài của này từ đây đến đây 15, hai mặt. Cái này giá hàng nội địa luôn, cái này giá của nó là 100 ngàn. Mã của anh này là E017. E017 giá 100 ngàn ha. Giá chưa ship cái bảng ngang ở đây là nó được là mình đo cái chỗ này nha, là 48 đó, 48 ly. Cái bộ lục giác của Lobster nội địa Nhật nha, Lobster nội địa. Cái này lý do là nó trong một cái hộp, một cái thùng đồ nghề á, cái hãng khác gia công cho nó chứ không phải là nó sản xuất cái lục giác này. Cho nên là chỉ thấy thương hiệu và cái mộc là số mà, không có thấy cái đóng trên này là make Japan đâu ha. Đây là nó nằm trong cái thùng đồ nghề của Lobster thì nó có cái số là 1086543 2.52. mình sẽ kèm theo một cái bộ của A nhỏ hơn ha, bộ A nữa nó cũng số giống vậy nhưng mà nó dài hơn nè, những cái thanh này nó dài hơn nè ha. Đây là từ số 5, số 5 rồi tới số 4, số 3, số 2.5, số 2 và 1.5 đó. Thì mình kèm thêm bộ này nữa là giá 400 ngàn, mã đặt hàng là D587. D587 giá 400, giá chưa ship, chưa phí vận chuyển luôn. Một cái cần của Sinlas nội địa Nhật ha. Cần này thiếu cái mũi vít, cái này giá 100 ngàn, mã đặt hàng là D431, giá 100. Một cái bộ cắt lãm đồng của Lobster, bộ này mới toanh luôn. Đây, bộ này thì cái dao full mới luôn, lưỡi dao full mới luôn ha. Đó, trước kia bộ kia thì nó lưỡi dao nó đã bị hư, còn lưỡi dao này là full mới ha. Tức là ở đây nó có lưỡi xe cua và một lưỡi đã gắn ở trên cái này luôn, rồi là hai lưỡi đó. Rồi cái lã nè, đây là bộ lã ha, bộ lã, lã của ảnh đây, Lobster. Rồi thì cái này giá của nó là 1.500.000 ha, 1.500.000. Mã đặt hàng là C387 nha, C387 giá 1.500.000 và giá là giá chưa ship. Nè, chị phải sẽ bao ship hết. Một cái cặp tô bích của KTC, mình quay lại đây một cái bích này rất là xịn luôn á. Đây là hàng chưa qua sử dụng, nó mạ cái một lớp cái màu đen này nè, nó tăng độ cứng rất là nhiều. Thường là những cái bích cứng á, anh thấy anh em thấy là những cái bích của Đức rồi nó cũng cứng á, lại cái này nó mạ, nó làm theo cái lớp phosphor, nó nhám rất là cứng. Cái này là pH 1 và dấu trừ của KTC ha, KTC chưa có dùng đó, có đầu đóng luôn. Cặp này thì 370 ngàn, D766 370 ngàn, giá chưa phí vận chuyển. Một cái bộ mũi khoan của Đức từ 1 đến 13 ly. Đó, quay lại bộ này, bộ này mình quay khá lâu rồi, bộ này hoàn toàn chưa sử dụng, giá nó còn niêm yết cái này là 11.700 yên, tức là nó khoảng 2.400.000. Đã không, mũi khoan xịn không đó, cái này anh em khoan inox thoải mái luôn, khoan Đức là mũi khoan Đức xịn, là anh em khoan inox thoải mái. Đây là những cái này nó bằng kim loại hết. Cái này là số từ 13 rồi tới 12.5 rồi 12, cứ dài xuống là mỗi cái là nó 0.5 cho tới 1 ly luôn. Ở đây là đủ bộ luôn đó, full hộp. Bộ này 1.700.000, mã đặt hàng là B513. 1.700.000 rất là mắc nhưng mà xịn, anh em mua cầm tiền ra bảo đảm anh em không mua được một cái bộ này rồi với giá này đâu ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Chào cả nhà, chào mọi người.